tiểu sử ông Trần Tuấn Anh, hé lộ con trai của Chủ tịch nước Trần Đức Lương giữ chức vụ trưởng ban kinh tế trung ương. Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964. Ông là một chính trị gia người Việt Nam. Ông Trần Tuấn Anh hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, trưởng ban kinh tế Trung ương, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Ông Trần Tuấn Anh nguyên là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, nguyên là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ông Trần Tuấn Anh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông khởi nghiệp từ ngành ngoại giao và có học vị là tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964, người dân tộc Kinh, quê quán tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Trần Tuấn Anh là con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Vợ của ông Trần Tuấn Anh đó chính là người mẫu Trần Thủy Hương, sinh năm 1964. Cô từng có một đời chồng. Năm 2012, Thủy Hương kết hôn với ông Trần Tuấn Anh. Năm 2016, ông Trần Tuấn Anh có một người con trai chung với Thủy Hương. Ông Trần Tuấn Anh tốt nghiệp tại Học viện Ngoại giao Việt Nam và có bằng tiến sĩ kinh tế. Ông gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 1996. Sau đó, ông học tập và làm việc và có bằng trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trần Tuấn Anh trải qua một thời gian dài theo học ngành giáo dục và bắt đầu sự nghiệp năm 1988. Ông có quá trình làm việc trải qua nhiều cơ quan quản lý của nhà nước và chính phủ. Tháng 1 năm 1988, ông Trần Tuấn Anh được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến tháng 4 năm 1994, ông được điều chuyển tới công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vị trí là chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại. Tháng 6 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Việt Nam. Tháng 6 năm 2000, ông Trần Tuấn Anh được điều chuyển sang Bộ Ngoại giao và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao. Ông trải qua 8 năm công tác ở Bộ Ngoại giao, lần lượt giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao Phục vụ Kinh tế Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ. Sau nhiều năm công tác ở cơ quan của chính phủ rồi cơ quan quốc tế ở nước ngoài, tháng 5 năm 2008, ông Trần Tuấn Anh được điều chuyển về tổ chức địa phương và được bổ nhiệm làm thành ủy viên, rồi ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh làm Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ông giữ vị trí này trong 5 năm kể từ năm 2010 cho đến năm 2015. Tháng 3 năm 2015, ông Trần Tuấn Anh trở thành Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó, ông Trần Tuấn Anh được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo Bộ Công Thương. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông Trần Tuấn Anh được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021,
thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời kỳ 2016-2021. Với vị trí là Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh đã phụ trách công tác quản lý lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Việt Nam, hỗ trợ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, theo lời đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông Trần Tuấn Anh được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định số 02 QĐ-NS-PVK ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương.